Nhà em có ba cái chậu hoa đỗ quyên ạ. Hàng thoát thân rất là đẹp luôn. Đẹp ở đây như này ạ. Thứ nhất là cái bộ rễ ạ. Cái cây này bây giờ về mà cho nó một cái chậu thật sự là đẹp thì cái bộ rễ này đẹp lắm ạ. Rễ rất đẹp luôn. Rễ nổi nhưng mà cứ thành từng búi lên như này mà lại còn có cả hốc ở giữa. Đó. Nữa là cây này thì là cái cây thoát thân nhá. Buộc cái tre vào để cho nó khỏe cây ạ. Chiều cao của cái cây này thì cao chắc khoảng tầm 1m3, 1 2 3 4 5 6 7. 1m3, 1m4 đấy ạ. Cây này thấp hơn, ngọn kia gồng lên thì cũng phải được 1m4. Cây này thấp hơn, cây này cứ cho nó 1m2 đi ạ. Gốc thì tùy từng cây ạ, giống như cây lùn này thì gốc to nhất này. Gốc to hơn ngón chân cái của em nhiều đây, ngón tay cái của em bé như này mà. Đây, gốc này nó to như này mà nó sát tận sang bên đằng này nữa. Đấy, rất là to luôn ạ. Tán tròn đẹp. Cây thoát thân. Có cái này về có thể tạo thành hai tầng luôn ạ, tầng trên và tầng dưới. Các anh chị có nhu cầu muốn mua ạ thì vui lòng alo thật sớm nhá. Để mua một trong ba hoặc cả ba cái chậu đỗ quyên này ạ. Cây rất là già cây luôn ạ. 097 797 3535 ạ. Cảm ơn các anh chị ạ.